Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 92. Chuyện Đại Bảo Vật. Tiền thân Mahasara. Chiến trận cần anh hùng. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về tôn giả Ananda. Một thời, những nữ nhân ở cung vua Kosala suy nghĩ như sau: Đức Phật ra đời thật khó, cũng vậy, được làm người với các căn đầy đủ thật khó. Dầu chị em ta có thân người này trong một thời có Đức Phật, chị em ta vẫn không được đi đến tinh xá như ý muốn, không được nghe pháp, cúng dường hay bố thí. Chúng ta sống như bị quăng trong một cái hộp. Chị em ta hãy yêu cầu nhà vua cử cho một tỷ kheo xứng đáng thuyết pháp cho chị em ta. Khi nghe pháp, chị em ta có thể học làm các công đức như bố thí vân vân. Như vậy, với thời gian ngắn ngủi này, chị em ta sẽ có kết quả lợi ích. Tất cả bọn cùng đi đến đức vua và nói lên sự suy tư của mình. Nhà vua chấp thuận. Một hôm, vua muốn đi dạo chơi ở công viên và bảo người giữ vườn dọn dẹp sạch sẽ. Trong khi dọn dẹp sạch sẽ công viên, người giữ vườn thấy bậc đạo sư ngồi dưới một gốc cây, liền đi đến hầu vua và thưa: Thưa thiên tử, công viên đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng tại đấy dưới một gốc cây Đức Thế Tôn đang ngồi. Vua nói: Tốt lắm, chúng ta sẽ nghe pháp từ bậc đạo sư. Rồi vua ngự lên cổ xe có trang hoàng đẹp đẽ, đi đến công viên và yết kiến bậc đạo sư. Lúc bấy giờ, Chattabani, một nam cư sĩ đã chứng quả bất lai, đang ngồi nghe pháp từ bậc đạo sư. Khi thấy nam cư sĩ ấy, vua ngần ngại đứng một lát suy nghĩ: Nếu là người độc ác, người này đã không ngồi nghe pháp từ bậc đạo sư. Vì không phải là người độc ác nên nó mới làm như vậy. Nghĩ xong, vua đi đến gần bậc đạo sư, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Nam cư sĩ vì sự kính trọng đối với Đức Phật không đứng dậy hay đảnh lễ vua. Vua không hoan hỷ đối với vị ấy. Biết được nhà vua không hoan hỷ đối với nam cư sĩ ấy, bậc đạo sư nói lên công đức của vị ấy: Thưa đại vương, nam cư sĩ này nghe nhiều kinh tạng, đã được trao truyền và đã xa lìa các dục. Vua nghĩ chắc chắn người này không thể là người tầm thường, vì được bậc đạo sư tán thán công đức. Vua hỏi: Này nam cư sĩ, nếu có cần gì hãy nói cho ta biết. Nam cư sĩ nói: Tốt lành thay. Vua nghe pháp từ bậc đạo sư xong, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Một hôm sau khi ăn sáng, cầm dù đi đến Kỳ Viên, vua gặp nam cư sĩ ấy, liền gọi đến và nói: Này nam cư sĩ, nghe nói ông là người nghe nhiều, các nữ nhân của chúng ta muốn nghe và học chánh pháp, lành thay nếu ông nói pháp cho họ. Thưa thiên tử, thật không thích hợp để những người tại gia nói pháp cho nội cung của vua. Việc ấy chỉ thích hợp với các tôn giả xuất gia. Vua nói: Người này nói sự thật. Vua liền bảo người ấy ra đi, rồi cho gọi các nữ nhân và nói: Này các hiền nữ, ta sẽ đi đến bậc đạo sư và xin cử một tỷ kheo thuyết pháp cho các hiền nữ. Trong 80 đại đệ tử, ta sẽ xin ai? Tất cả nữ nhân họp bàn và đồng ý lựa chọn trưởng lão Ananda, vị chương khố chánh pháp. Vua đi đến gặp bậc đạo sư, đảnh lễ, ngồi xuống một bên và thưa: Bạch Thế Tôn, các nữ nhân trong cung của trẫm muốn nghe pháp và học pháp từ trưởng lão Ananda. Lành thay nếu trưởng lão ấy có thể thuyết pháp cho những người trong cung của trẫm. Bậc đạo sư bằng lòng chấp nhận cho trưởng lão Ananda. Từ đấy về sau, các nữ nhân của vua nghe pháp và học pháp từ trưởng lão Ananda. Một hôm, một viên ngọc trên khăn vua bị mất. Vua biết được viên ngọc bị mất, cho gọi các đại thần và ra lệnh bắt tất cả mọi người ở trong nội cung để tìm cho ra viên ngọc trên khăn. Các đại thần bắt đầu từ các nữ nhân tra hỏi viên ngọc trên khăn. Họ làm phiền nhiễu rất nhiều người nhưng không tìm ra. Hôm ấy, trưởng lão Ananda vào cung điện vua. Trước kia, khi các nữ nhân thấy trưởng lão, họ đều hoan hỷ nghe pháp và học pháp. Lần này họ không được như vậy, tất cả đều sầu ưu. Khi được trưởng lão hỏi vì sao hôm nay họ lại như vậy, họ trả lời: Thưa tôn giả, đức vua đã mất viên ngọc trên khăn, và đức vua ra lệnh các đại thần bắt đầu tra hỏi từ các nữ nhân để tìm ngọc, làm phiền nhiễu mọi người ở trong cung. Chúng tôi không biết những gì có thể xảy ra cho ai, do vậy chúng tôi ưu phiền.
Trưởng lão nói, an ủi họ, chớ lo nghĩ việc ấy nữa. Rồi trưởng lão đi đến gặp nhà vua, ngồi trên ghế đã soạn sẵn và hỏi, thưa đại vương, tôi nghe nói đại vương mất viên ngọc có phải không? Thưa tôn giả, sau khi bắt tất cả mọi người ở trong cung và làm phiền nhiễu chúng, tôi vẫn chưa có thể tìm được. Thưa đại vương, không cần phiền nhiễu đông người, vẫn có phương cách tìm ra ngọc được. Cách thức nào vậy, thưa tôn giả? Thưa đại vương, bằng cách cho một nắm rơm. Cho nắm rơm để làm gì vậy, thưa tôn giả? Thưa đại vương, với những ai bị ngài nghi ngờ, hãy họp họ lại, cho mỗi người một nắm rơm hay một cục đất sét và nói, ngày mai vào sáng sớm, hãy đem cái này và đặt tại chỗ ấy. Người nào lấy viên ngọc sẽ đặt nó trong nắm rơm hay cục đất sét mang lại. Nếu ngày đầu họ đem lại thì rất tốt, nếu không ngày thứ hai, ngày thứ ba họ cũng phải đem lại. Như vậy đại chúng không bị phiền nhiễu và ngài có thể lấy lại được viên ngọc. Nói vậy xong, trưởng lão ra về. Vua làm theo lời dặn. Nhưng ba ngày qua không ai đem lại viên ngọc. Trưởng lão đến vào ngày thứ ba và hỏi, thưa đại vương, viên ngọc đã được đem lại chưa? Thưa tôn giả, chưa. Thưa đại vương, trong sân lớn, tại một chỗ kín, hãy cho đặt một ghè nước lớn, đổ đầy nước, treo xung quanh một cái màn, rồi ra lệnh cho tất cả mọi người lui tới trong nội cung. Đàn ông và cả đàn bà phải cởi áo ngoài, lần lượt đi vào trong màn một mình, rửa tay rồi đi ra. Trưởng lão nói phương tiện này xong rồi ra đi. Nhà vua làm như lời dặn. Kẻ ăn cắp ngọc suy nghĩ, vị trưởng khố chánh pháp đã nắm lấy vấn đề này, nếu không tìm ra được viên ngọc sẽ không bỏ cuộc. Nay đã đến lúc cần phải đem trả lại viên ngọc. Nghĩ vậy, nó giấu viên ngọc trong người, đi vào trong tấm màn, bỏ rơi ngọc vào ghè nước rồi đi ra. Khi tất cả mọi người đã đi xong, người ta đổ nước và tìm được viên ngọc. Vừa nói, nhờ trưởng lão không phiền nhiễu đại chúng, ta đã tìm được viên ngọc. Vua rất bằng lòng. Những người lui tới trong nội cung cũng bằng lòng và nói, nhờ trưởng lão chúng tôi được thoát đau khổ lớn. Câu chuyện nhờ uy lực tuyệt diệu của Ananda, họ đã tìm ra viên ngọc. Trên khăn của vua được toàn kinh thành và chúng tỷ kheo biết. Các tỷ kheo ngồi họp tại chánh pháp đường, tán thán công đức của trưởng lão. Thưa các hiền giả, nhờ nghe nhiều, nhờ bác học, nhờ thiện xảo phương tiện của trưởng lão Ananda, đại chúng không bị phiền nhiễu. Với phương tiện, viên ngọc được tìm lại. Bậc đạo sư đi đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông ngồi ở đây bàn luận vấn đề gì? Khi nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải nay đồ vật gì đã vào tay người khác lại tìm được là nhờ Ananda. Thuở trước các bậc hiền trí không làm phiền nhiễu đại chúng, chỉ với phương tiện tìm được đồ vật đã đi vào tay của loài vật. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát đạt sự thuần thục trong tất cả các nghề và trở thành vị đại thần của vua ấy. Một hôm, nhà vua cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo đi đến công viên. Sau khi dạo chơi giữa rừng xong, lại muốn chơi trong nước. Vua đi xuống một hồ nước dành cho vua và gọi các cung nữ cởi các vàng ngọc trang sức trên đầu, trên cổ, bỏ chúng trên cái áo ngoài, đặt chúng vào trong các hộp và giao cho các nữ tỳ trông coi, rồi đi xuống hồ. Khi ấy, có một con khỉ cái ở công viên ngồi giữa các cành cây, thấy bà hoàng hậu cởi các đồ trang sức, bỏ trên cái áo ngoài, đặt chúng vào trong hộp. Con khỉ cái muốn đeo dây chuyền bằng ngọc của hoàng hậu, ngồi nhìn, chờ xem khi nào người tỳ nữ lơ đễnh là nó sẽ đánh cắp. Người nữ tỳ canh gác, thỉnh thoảng nhìn qua nhìn lại, rồi bắt đầu ngủ gật. Con khỉ cái biết người nữ tỳ đã lơ đễnh, liền leo xuống mau như gió, lấy sợi dây chuyền lớn đeo cổ, leo lên cũng mau như gió, ngồi núp giữa các cành cây. Rồi sợ các con khỉ cái khác thấy, nó giấu sợi dây chuyền vào một cái lỗ cây và ngồi canh gác với dáng điệu bình tĩnh. Người nữ tỳ tỉnh dậy, không thấy sợi dây chuyền, quá run sợ, không thấy có cách gì khác, liền la to, có người đàn ông lấy sợi dây chuyền của hoàng hậu rồi chạy trốn. Những người canh gác từ nhiều phía tụ họp lại, nghe nữ tỳ la, liền báo cho vua biết. Vua ra lệnh bắt tên ăn trộm. Họ chạy ra khỏi công viên, đi tìm tên ăn trộm khắp nơi. Một kẻ dân quê đang lễ bái, nghe tiếng la, liền hoảng sợ bỏ chạy.
Thế vậy, các người ấy nghĩ nó là thằng ăn trộm, bèn đuổi theo, bắt nó, đánh nó và nói mỉa mai: đồ ăn trộm ác độc kia, người lấy cắp đồ trang sức đắt tiền như vậy để làm gì? Người dân quê suy nghĩ: nếu ta nói ta không lấy, mạng sống ta hôm nay không còn nữa, chúng sẽ đánh và giết ta, vậy ta hãy nhận là có lấy. Nó nhận có lấy, liền bị trói và dẫn đến vua. Vua hỏi nó: có phải ngươi lấy đồ trang sức đắt tiền? Thưa thiên tử, tôi có lấy. Nay vật ấy ở đâu rồi? Thưa thiên tử, vật quý giá đối với tôi lấy để làm gì? Tôi là người từ trước không bao giờ có được cái giường, cái ghế, nhưng người triệu phú bảo tôi lấy đồ trang sức đắt tiền ấy, tôi lấy và giao cho ông ta rồi. Ông ta biết đồ trang sức ấy. Vua truyền cho gọi người triệu phú và hỏi ông có lấy đồ trang sức quý giá từ tay người dân quê ấy không. Thưa thiên tử, có. Đồ ấy ở đâu rồi? Tôi đã đưa cho người cố vấn tế tự của ngài. Người cố vấn tế tự được gọi và được hỏi như trước, ông thú nhận có lấy và đã đưa cho người nhạc trưởng. Người nhạc trưởng bị gọi và hỏi, liền khai là đã cho một người kỹ nữ như một món quà tặng. Người kỹ nữ bị hỏi, trả lời cô không lấy. Trong khi hỏi chưa xong thì mặt trời lặn, vừa nói: nay hết giờ rồi, ngày mai sẽ tiếp tục việc này. Vua giao năm người ấy cho các vị đại thần và đi vào thạch. Lúc ấy Bồ Tát suy nghĩ: đồ trang sức này bị mất ở trong công viên, cả dân quê này ở ngoài công viên và cửa có lính gác thì không thể vào trong công viên để lấy được. Còn người ở trong công viên cũng không thể lấy và chạy trốn ra ngoài được. Người nghèo khổ này nói: tôi đã đưa cho người triệu phú, có lẽ gì để tự giải thoát cho mình thôi. Còn người triệu phú nói: tôi đã đưa cho người cố vấn tế tự, có lẽ vì muốn làm cho kẻ ấy thành đồng lõa để cùng được thoát ra. Còn người cố vấn tế tự nói: tôi đã đưa cho người nhạc trưởng, có lẽ vì nghĩ rằng nhờ người nhạc trưởng sẽ sống vui ở trong nhà tù. Người nhạc trưởng nói: tôi đã cho người kỹ nữ, với hy vọng mình sẽ được hưởng lạc thú với người kỹ nữ ở trong tù. Cả năm người này không thể là người ăn trộm. Trong công viên có nhiều loại kỹ, vật trang sức có lẽ đã rơi vào tay một con kỹ cái. Nghĩ vậy, Bồ Tát đi đến ý kiến vua và thưa: thưa đại vương, hãy giao những người ăn trộm cho chúng tôi sẽ tìm kiếm ai đã làm việc này. Vua chấp nhận, giao những người ăn trộm cho Bồ Tát. Bồ Tát cho gọi những người làm công và bảo: hãy cho năm người này ở trong một chỗ, canh gác xung quanh, lắng tai nghe họ nói những gì và báo cho ta biết. Nói xong, Bồ Tát ra đi, và các người ấy làm theo lời dặn. Trong khi cả năm người đang ngồi tù, người triệu phú nói với người dân quê: này đồ dân quê ác độc kia, ta với ngươi trước đây không có gặp nhau, vậy sao ngươi nói đưa cho ta đồ trang sức ấy? Thưa ông đại triệu phú, tôi không bao giờ biết đến cái giường, cái ghế đẩu với chân bằng lõi cây được gọi là quý giá. Tôi nghĩ tôi nương nhờ vào ông mới được giải thoát, nên tôi nói vậy, mong ông chủ chớ giận tôi. Người cố vấn tế tự hỏi người triệu phú: thưa ông đại triệu phú, làm sao ông lại đưa cho tôi một vật mà người này không hề đưa cho ông? Vì tôi nghĩ rằng hai chúng ta là những người có quyền thế, nếu chúng ta cùng đứng với nhau thời sự việc sẽ được giải quyết mau chóng. Do nghĩ vậy nên tôi đã khai như vậy. Vị nhạc trưởng nói với người cố vấn tế tự: này Bà La Môn, ông đưa cho tôi đồ trang sức lúc nào? Tôi nghĩ rằng nhờ ông tôi sẽ sống an lạc tại chỗ cư trú, nghĩ vậy nên tôi nói vậy. Người kỹ nữ nói với người nhạc trưởng: này người nhạc trưởng ác độc kia, trước đây tôi chưa bao giờ đến với ông, trước đây ông cũng chưa bao giờ đến với tôi, vậy ông đưa cho tôi vật trang sức khi nào? Này chị phẫn nộ làm gì? Năm chúng ta cùng chung sống với nhau trong một nhà, hãy hoan hỷ sống cho được thoải mái. Do nghĩ vậy nên tôi khai cho chị. Bồ Tát nghe câu chuyện ấy từ những người được giao việc, biết rằng năm người ấy không phải ăn trộm, chắc con khỉ cái đã lấy đồ trang sức và tìm một phương tiện để làm cho nó bỏ rơi đồ trang sức ấy. Bồ Tát sai làm nhiều đồ trang sức bằng chuỗi hạt, cho bắt một số khỉ cái trong giường, cho chúng đeo các đồ trang sức bằng chuỗi hạt trên tay, trên chân, trên cổ, rồi thả chúng ra. Trong khi ấy, con khỉ cái ăn trộm kia vẫn ngồi ở công viên canh gác bảo vật của nó. Bồ Tát ra lệnh cho họ: các người hãy đi và dò xét, rình xem tất cả bầy khỉ cái. Khi nào thấy đồ trang sức ở con khỉ cái nào, hãy dọa nó và lấy lại đồ trang sức.
Những con khỉ cái ấy được cho các đồ trang sức, tự mãn tự hào, đi qua đi lại trong công viên, đi đến con khỉ cái ăn trộm kia và nói: "Này, xem đồ trang sức của chúng ta." Con khỉ cái kia không dằn nổi lòng ganh tị, liền nói: "Quý gì đồ trang sức bằng hạt ấy?" Rồi nó lấy dây chuyền ngọc mang vào. Các người đứng rình thấy vậy, liền tìm cách làm cho nó cởi bỏ đồ trang sức ra, rồi mang về cho Bồ Tát. Cầm lấy đồ trang sức ấy, Bồ Tát đem dâng vua và thưa: "Thưa đại vương, năm người ấy không phải là người ăn trộm, chính con khỉ cái trong giường đã lấy đồ trang sức này." Vua nói: "Thưa bậc hiền trí, làm sao bậc hiền trí biết được là chính con khỉ cái ấy tự tay lấy chuỗi ngọc? Làm sao bậc hiền trí lấy chuỗi ngọc lại được?" Bồ Tát kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhà vua rất bằng lòng và nói: "Cầm đầu các chiến trường cần phải có những anh hùng." Vua thưởng cho Bồ Tát rất nhiều vàng ngọc và nói lên bài kệ này: "Chiến trận cần anh hùng, khuyên bảo cần bình tĩnh, ăn uống cần bạn thân, gặp việc cần hiền trí." Như vậy, nhà vua tán thán Bồ Tát, đề cao Bồ Tát và cúng dường Bồ Tát 7 món báo. Dâng theo lời khuyến giáo của Bồ Tát, vua sống trọn đời làm các công đức rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nói lên công đức của trưởng lão và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua là Ananda, còn đại thần hiền trí là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说